nhẹ luôn nè. Nhẹ tên luôn mọi người. Nhẹ mà chắc hơi lắm nha, 26 mà. Thâm hú nha nè. Gấp tổng thời dán xe nè. Bình xăng 26 nha, giá 24 triệu. Máy xe điện luôn em. Chơi chơi tiền vang nha mọi người. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Trước mắt cả nhà anh em là chiếc Fuel Chanel nha, Fuel Chanel xăng kim đời 2.6, bình xăng nha anh em. Bánh căm thắng đĩa. Mấy dòng 26 sườn xám, cục máy rất là dữ nha anh em. Cả nhà nghe tiếng máy nè. Quên lên về ga nha. Máy em thành thích chạy xe điện mọi người, chắc hơi lắm. Bô còn rất đẹp nha anh em, bô theo xe. Rồi, áo ghi theo xe đâu nha anh em. Áo tem đẹp liền lạc nha anh em. Rồi Quang đi một vòng cho cả nhà xem nha. Xe còn khá liền mọi người. Áo nè. Máy im chắc lắm. Này là 6 nha nè. Chị chỉ tìm qua nhà số điện thoại nha. Cả nhà lưu ý là nên giao dịch với số điện thoại thôi nha anh em, ngoài những số khác là Quang không chịu trách nhiệm nha. Không ngờ có nhiều anh em có nhiều thành phần xấu qua anh cả nhà lấy kênh video của Quang quay nè, rồi đăng riêng trên kênh của họ nha, rồi sửa lại giá này kia rất là rẻ luôn, hầu như là không tới nửa giá Quang đăng nữa. Chiếc này Quang kêu 24 triệu nha anh em, thì Quang sẽ để cái dòng chữ Quang xe máy ở khúc rồi nè.
để cho anh em thấy cảnh giác nha. Mà làm quan để ở dưới góc màn hình hoặc là ở góc trên video thì họ sao chép, họ cắt bỏ những phần đó mọi người, họ chỉ lấy đoạn giữa video thôi. Bây giờ quan sẽ để chữ quan xe máy ở chính giữa luôn để cho anh em nhận dạng nha, khỏi bị mắc lừa nha mọi người. Cắt là nhiều anh em mắc lừa gọi cho quan rồi đó, đặt cọc này xong là mất tiêu luôn. Số điện thoại quan là 0 0 9 0 9 5 8 4 3 9 4 là Zalo nha anh em, còn số điện thoại gọi trực tiếp là 0 3 4 5 3 8 6 5 0 5. Quan hay để góc màn hình á, cả nhà cứ theo dõi kỹ rồi hả, rồi hả cọc kiết gì nha, mua bán giao dịch gì nha. Màu xanh này khá là lạ nha mọi người. Chiếc này thì màu này trên đường quất chạy. Tay ga cảm giác rất nhẹ nha anh em. Bao tay này thay mới rồi. Đi chạy nhẹ chắc lắm. Lên chạy chiếc này là thích liền nha. Đường 011 nha anh em. Chiếc này Quang bán 24 triệu nha. Cả nhà có quan tâm yêu thích dòng 26 neo kim 26 thì alo liên hệ cho Quang nha. Số điện thoại 0345 386 505 505 nha mọi người. Hôm rồi kênh của Quang bị sao chép video rất nhiều luôn anh em. Hôm rồi đăng chiếc kim lùng luôn, lên cũng bị một số thành phần xấu lấy video á, rồi đăng bán lại nha. Giờ video ở giữa video Quang sẽ thêm cái dòng chữ Quang xe máy. Cả nhà xem video mà thấy cái dòng chữ Quang xe máy ở ở khúc giữa màn hình này nè là biết xe của kênh Quang nha. Để tránh tình trạng bị mất tiền Quang nha mọi người. Má im chó thả luôn nha anh em. Kêu bô đẹp luôn. 24 triệu nha mọi người. Thắng đĩa luôn nha anh em, được cái thắng đĩa đó nha. Xe này về xài luôn rồi, không có làm gì đâu rồi. Mấy dòng này đi cực kỳ giữ dáng giữ giá nha anh em, đi xuống lắm. Chạy anh em chạy 3, 4, 5 năm nữa thì cái độ khấu hao cũng có nhiêu đâu nha. Áo đẹp nha mọi người, áo đẹp liên lạc lắm. Xem video đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Đăng ký kênh để xem cập nhật những video mới nhất từ kênh của Quang mọi người. Hổng gài, hổng về được nhiều xe, bây giờ không có quay clip cho anh em thường xuyên. Em đang nghe hơi máy nè. Thầy luôn nha anh em.
đầu lòng đây. Áo ghi được xe. Trên xe cũng tương đối rồi nha anh em. Xúc xắc thì xúc xắc thôi. Đế còn, mốt còn. Rồi, vừa gọi một chồng chiếc Neo 206 nha. Cả nhà quan tâm yêu thích chiếc này thì alo cho Quang, số điện thoại 0345 386 505 nha anh em. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo ạ. Bye bye.